Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và đây là phần tiếp theo của video lần trước, đó là sắm sóc một kỳ thực tập hoặc là những ngày đầu tiên mới đi làm. Thật ra là mình không biết có phần 3 hay không, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Tại vì mình không những là muốn chia sẻ với các bạn mà mình còn muốn lưu giữ lại để sau này khi mà mình có con rồi thì mình có thể mở ra cho con mình xem. Tại vì tới lúc mà mình có con rồi á thì cái thế giới quan của mình nó đã khác rồi. Nhiều lúc mình không có còn những cái suy nghĩ như thế này nữa, cộng thêm là mình cũng không có thời gian mà đoán này như vậy. Nên là chúng ta bắt đầu thôi. Điều đầu tiên mà mình muốn nói trong phần tiếp theo này đó là về thời gian trả lời tin nhắn. Khi mà mình làm việc trong một công ty, nhất là những công ty lớn á, sẽ có những điều lệ rất là rõ ràng. Ví dụ như email tới thì các bạn sẽ phải trả lời trong vòng bao nhiêu tiếng. Nếu như mà ngoài giờ hành chính, ngoài giờ làm thì các bạn sẽ phải trả lời trong bao nhiêu tiếng. Thì chúng ta cứ như vậy để mà thực hiện thôi. Và khi mà các bạn không làm theo hoặc là không làm đúng như vậy á, thì mình sẽ có những cái chế tài nhất định. Nhưng mà đối với những trường hợp đó là tin nhắn riêng, ví dụ như mà mình làm việc trực tiếp với sếp hoặc là với quản lý á, thì nhiều khi cái công việc nó sẽ tới vào lúc rất là trễ hoặc là rất bất ngờ. Ví dụ như là cuối tuần, thứ bảy, chủ nhật, hoặc là sau 9 giờ tối, hoặc là vào những ngày mà chúng ta được nghỉ. Thì lúc đó chúng ta sẽ phải như thế nào? Thực ra thì cái trường hợp này đối với các bạn nam thì dễ dàng, nhưng mà đối với các bạn nữ nó cũng hơi nhạy cảm một tí. Mình nói nhạy cảm vào đây thì không biết các bạn có thể hiểu được không? Cơ bản đối với mình thì như thế này, đối với những việc thật sự là quan trọng và phải giải quyết trong cái thời gian đó thì mình sẽ cố gắng giải quyết luôn hoặc là sẽ trả lời lại như thế nào đó. Nhưng mà đối với những vấn đề nó có thể để cho ngày mai chẳng hạn, và đặc biệt nha, khi mà cái quy định của công ty không có quy định về những cái vấn đề này thì những cái vấn đề chúng ta có thể để sang ngày mai thì mình sẽ để qua ngày mai và cố gắng giải quyết sớm nhất. Ví dụ như thật sự là hôm đó các bạn rảnh đi, các bạn có thể giải quyết luôn cái tin nhắn đó này kia ban ngày thì không sao, nhưng mình chăm chỉ một chút cũng được. Nhưng mà sau 9-10 giờ tối rồi thì mình nghĩ là các bạn nếu như thật sự đã giải quyết nó rồi thì cũng nên để thời gian hẹn giờ là ngày mai tầm 8-9 giờ để họ gửi nó đi, chứ chúng ta đừng có giải quyết liền. Có phải là mình nói các bạn là phải lười biếng hay gì đâu, nhưng mà thật sự đối với những công việc cần ưu tiên giải quyết trước thì mình cứ giải quyết thôi, tại vì nó được gọi là trách nhiệm của mình, và lâu lâu trong công việc nó cũng sẽ phát sinh một số vấn đề nào đó. Nhưng mà khi những cái công việc nó khá riêng tư một chút này kia thì thôi mình hãy để qua ngày mai đi, tại vì nói chung là mình là nữ và đi làm thì nó cũng khá nhiều vấn đề nhạy cảm. Vấn đề thứ hai mình muốn nói trong video trước mình đã có đề cập rồi, nhưng mà video này mình sẽ nói rõ ràng hơn một chút, đó là chúng ta làm việc phải có số liệu rõ ràng. Mình sẽ không có đặt niềm tin vào những ai mà làm việc như kiểu là em thấy như thế này nè, hôm qua như thế này, hôm nay như thế này này kia. Mình chỉ dựa trên cái cơ sở số liệu, những cái gì mà nó xảy ra hàng ngày để chúng ta có thể làm được. Ví dụ như mình đi, thì khi mà mình nấu ăn hoặc là mình làm gì đó thì mình cũng cần phải có một số liệu rất là rõ ràng, đó là với chừng này nước thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu muối, bao nhiêu đường để đảm bảo là chúng ta có thể luôn giữ cho cái chất lượng món ăn ở cái mức độ mà cao nhất có thể. Mình chỉ nói về cái vấn đề nấu ăn thôi, thì khi mà mình nấu đó, nó cũng tùy thuộc vào tâm trạng. Nếu mà hôm đó các bạn mệt đó, thì tự giác cái vị giác của các bạn nó sẽ mất đi một tí, thì lúc đó mình nêm cái gì nó cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, nhưng mà thường chút là món ăn đó đã bị mặn rồi. Hoặc là nếu hôm đó các bạn vui vẻ đi thì tự giác cái vị giác của mình nó cũng sẽ tăng cao hơn một chút. Nói chung là công việc gì cũng cần có một công thức nhất định để đảm bảo là cái tâm trạng của mình, cái tình trạng sức khỏe ngày hôm đó không có ảnh hưởng đến công việc. Và cũng như là có số liệu để chúng ta có thể dựa trên đó để đưa ra những cái phương án giải quyết hoặc những cái cách thức để giải quyết vấn đề khi vấn đề phát sinh ra, và cũng có thể là dựa trên cái số liệu đó để chúng ta có thể bàn trao đổi, trò chuyện trực tiếp với đối tác để thỏa thuận. Một điều tiếp theo khá là cấm kỵ đó là không nên hỏi những điều mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trên Google. Mình nghĩ là các bạn cũng đã biết rất là nhiều rồi, nhưng mà trước giờ mình cũng đã nghĩ mình đã có một cái ý nghĩ gì đó như thế này này, kiểu những cái mà mình có thể tự tìm được đó, thì mình cũng nên tự tìm đi, không nên mà hỏi han quá nhiều, tại vì những cái đó nó có sẵn mà, Google nó có tính phí. Nhưng mà khi tới lúc mình đi thực tập rồi thì chính chị quản lý cũng đã nói thẳng ra đó là chị sẽ không trả lời những cái câu hỏi mà các em có thể tìm thấy trên Google. Mọi người đều có một cái quỹ thời gian nhất định, và thời gian của mình quý giá thì thời gian của mọi người cũng rất là quý giá. Mình tìm trên đó và mình cái gì mà thật sự không có hoặc là không hiểu hoặc là nó xảy ra nhiều cái tình huống mà thực tế mới có thì lúc đó mình hẳn hỏi. Ví dụ về ăn uống đi nha, tại vì mình chỉ rành về cái đó thôi. Ví dụ như khi các bạn nấu một món ăn đi thì các bạn muốn biết là cái món ăn này nó đã hợp lý hay chưa, hoặc là xảy ra một cái vấn đề đó để có một số liệu nhất định. Ví dụ như mình đã nêm vào đó 2 muỗng muối, 3 muỗng đường, 4 muỗng nước mắm gì đó, thì tại sao cái món ăn đó lại mặn như vậy. Lúc đó Google đâu có giải quyết cái vấn đề này cho mình được. Cái người mà mentor của mình sẽ hướng dẫn cho mình là do
đổi cái loại nước mắm hay là đổi loại đường gì đó thì cái khẩu vị nó sẽ khác một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Những mentor chỉ thực sự là vui vẻ khi mà họ giải đáp những cái vấn đề thực tế phát sinh ra thôi, còn những cái khi nó khá là nhỏ nhặt và chúng ta hoàn toàn có thể tìm được thì chúng ta nên tự tìm. Nó cũng làm cho tăng cái sự uy tín của mình, cái sự tự giác của mình lên đó các bạn. Và bản thân mình cũng vậy, khi mà mình đi làm hoặc là mình hướng dẫn công việc cho một ai đó thì những cái câu hỏi rất là đơn giản, như là những cái khái niệm định nghĩa đi, thì mình sẽ không trả lời đâu. Mọi người sẽ kêu là mình khó tính, nhưng mà thật sự mình không có thời gian để trả lời những câu hỏi đó. Thì các bạn hoàn toàn có thể tìm trên mạng, xong rồi cái gì mà phát sinh thực tế thì hỏi mình rất là vui lòng để trả lời luôn á. Điều tiếp theo mình muốn nói đó là trong một cái môi trường làm việc, đặc biệt là môi trường dịch vụ á, thì mình như kiểu làm dâu trăm họ vậy. Nên là cách tốt nhất để mình có thể giữ được uy tín của mình hoặc là để làm vui lòng khách hàng và cũng cảm thấy thoải mái, đó là đối với khách hàng là người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn á, thì các bạn cũng hãy dạ vâng một cách rất là đàng hoàng. Thật ra ở ngoài miền Bắc á, thì mọi người mới vâng, còn trong Nam mình chủ yếu là dạ. Thì mỗi lần mà mình nói chuyện thì sẽ là dạ thưa chị, dạ thưa anh rồi này kia. Và mọi người cũng muốn, đối với khách hàng á, thì mọi người cũng muốn là được dạ thưa để cảm thấy được trân trọng hơn, và mình cũng thể hiện cái sự thành ý của mình đối với cái mối quan hệ hợp tác đó. Khi mà mình làm phục vụ chẳng hạn, thì từ những cái công việc rất là nhỏ nhặt thôi mình có thể rút ra rất là nhiều kinh nghiệm. Ví dụ như đối với khách hàng á, thì lúc nào mình cũng phải dạ thưa, dạ anh, dạ đây, dạ menu của anh đây, dạ anh chút khó chờ món giùm em một chút nha, tại vì hôm nay hơi đông. Dạ cảm ơn anh chị, rất mong được hẹn gặp anh chị vào lần sau. Như vậy thì mình cảm thấy đã trao tới cho khách hàng một cái giá trị gì đó, và chính khách hàng cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Khách hàng vào quán ăn á, thì để khách hàng cảm thấy là vui vẻ và thoải mái nhất á, đầu tiên đó chính là thái độ của người phục vụ. Khách hàng khi họ vô mà họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái rồi á, thì họ sẽ thoải mái hơn đối với những cái món ăn mà mình đem lên, thì nó hơi mặn một chút, họ hơi lạc một chút cũng không sao, tại vì tâm trạng đây rất là vui vẻ. Nhưng mà nếu như khi vô một cái quán ăn, một cái nhà hàng xong rồi gặp một người phục vụ mà dạ ra gọi gì đây, dạ menu đây, hoặc là đối với một người phụ nữ dạ đúng rồi em chào anh chị, đồ ăn hôm nay thế này thế kia, thì các bạn cũng có thể tự thấy là mình sẽ cảm thấy vui vẻ với cái thái độ phục vụ nào hơn, và từ đó khách hàng cũng sẽ dễ dàng hơn đối với cái món ăn của mình. Dễ dàng ở đây không phải là mình nói thế nào cũng được, nhưng mà ví dụ là mình sơ suất một tí thì khách hàng cũng sẽ bỏ qua thôi và sẽ quay lại cho chúng ta một cơ hội nữa. Các bạn thông cảm cho mình nghe, tại vì mình thật sự chỉ có thể ví dụ trong cái ngành phục vụ thôi, mình ở trong đó cũng đủ lâu để có thể chia sẻ cho các bạn một vài tình huống. Còn những ngành khác á, thì mình cũng chỉ thực tập sơ qua thôi và mình không dám nói nhiều về nó. Thứ năm cũng là điều cuối cùng mình muốn nói, và đa số là có nhiều video mình cũng đã nói rồi, nhưng mà khi chúng ta mới thực tập hoặc mới đi làm á, thì chúng ta nên lựa những cái quần áo mà màu sắc nó trung tính, nhẹ nhàng thôi. Và mình không có nhất thiết là phải đầu tư thật nhiều quần áo để làm gì đâu, tại vì các bạn biết đó, cái phần mà khác nhau á, dụ là cái phần áo của mình là nhiều quần thì các bạn có thể lựa hai cái kiểu giống nhau, đâu có ai để ý đâu, miễn sao là nó trung tính. Ví dụ như những màu như màu đen, màu xanh đen hoặc là gì đó thì nó nhìn nó rất là đơn giản, nó không có gì quá ấn tượng trong đầu ấy, thì mọi người sẽ không để ý tới. Còn áo ấy, thì đa số khi thực tập mình sẽ lựa những cái áo màu trung tính, ví dụ như màu trắng, màu đen đó, mình chỉ cần những cái đó mình mặc thay đổi với nhau, không trắng không đen vậy là được rồi. Hạn chế những cái màu, ví dụ như màu đỏ, màu hồng, màu vàng rồi này kia. Ví dụ như hôm nay mình mặc màu đỏ, ngày mai mình lại mặc màu đỏ thì mọi người sẽ dễ để ý lắm á. Thì mình đa số là lựa những cái quần áo mà màu sắc trung tính, khá tương đồng với nhau để mình có thể mặc đi mặc lại, không có ai để ý tới mình đâu. Cái thời gian mà mới thực tập hoặc là mới đi làm, tài chính của mình nó không có đủ mạnh và mình cũng không cần thiết để mà đua theo cái vấn đề quần áo đâu, trừ khi mà các bạn tham gia những cái event, những cái sự kiện brand của công ty ấy, thì mình sẽ đầu tư một vài bộ hợp lý thôi. Còn lại mình mặc đơn giản, mình để cái thời gian suy nghĩ đi mua quần áo hoặc là cái quỹ tiền đó để mình làm những cái vấn đề khác, như là đầu tư vào chính bản thân của mình, hoặc là để đó tiết kiệm chi tiêu và cái thời gian đó mình sử dụng để đầu tư vào cái vấn đề công việc của mình, như vậy thì sẽ tốt hơn. Và video này thì lại đơn giản vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể cùng nhiều hơn nữa, và nhớ ấn cái chuông nha, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều giúp cho kênh của mình ngày một phát triển hơn. Và nếu các bạn thấy video sau tốt video trước thì đó là nhờ công rất lớn của các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cho Tào Tháo đặc biệt đi đây, với một cái áo hồng cái tam thể sẽ rất là hợp lý thế này đó. Tào Tháo tạm biệt các bạn, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mẹ mình nha.